học tiếng Thái qua bài hát Day One. Day One nghĩa là ngày số 1, ngày thứ nhất. Và câu đầu tiên trong bài hát này là Man râm chạc can thắc thai chạc khôn thi mai rú chai su can riêng rú can chôn glai ma bên lô thắng bay. Man râm chạc can thắc thai rú chai su can riêng rú can chôn glai ma bên lô thắng bay. Câu hát này có nghĩa là tình yêu bắt đầu bằng lời chào hỏi, từ người dưng trở thành người quen và rồi trở thành cả thế giới của nhau. Lẽ thao thi chán phút bay thơ gian khít qua mình ngay dù rử plào thâu thi phút bay khít ngay dù rử plào. Và tất cả những điều anh vừa nói ra, em vẫn nghĩ là đó là chuyện dễ dàng xảy ra hay sao? Mình rơm chạc khoam khâu chay chạc thi mây khơi khâu chay xù can yom rắp phăng lẽ prom hay apay khoam khâu chay thi yom rắp phăng prom hay apay. Điều đó bắt đầu từ sự thấu hiểu giữa những người chưa từng nghĩ sẽ hiểu được nhau, dần trở thành sự lắng nghe đầy cảm thông và sẵn lòng tha thứ. Còn thi thơ ton bay dạc hay thơ thốt thuôn manh y khắng. Còn thi ton bay dạc thốt thuôn y khắng. Trước khi em thật sự phải ra đi, anh mong là em hãy suy ngẫm lại mọi chuyện thêm một lần nữa. Chăm đai mãi nay quanh thi rắc khoảng rau nánh hỏm hoãn nức thửng ra thi rau xỏn khôn đai khơi tục lũng rắc. Chăm đai mãi nay quanh rắc khoản rau hỏm quản nức thửng kha đai khơi tột lũng rắc. Em có còn nhớ những ngày ngọt ngào khi ta yêu nhau không? Anh chợt nhớ lại giây phút tụi mình đã từng phải lòng nhau. Chánh giang khôn nức thửng day one quanh thi rào thắng sỏn mi canh dân rào thắng sỏn. Anh vẫn nhớ ngày thứ nhất khi ta yêu nhau, ngày mà đôi ta có nhau. Có pro khoa mây khâu chay thăm hay rào sỏn bên bẹp ní tà sánh mây khơi ton can hay thơ hải bay chạc chi quýt. Có pro bẹp ní tà ton can hải bay chi quýt. Chỉ vì không hiểu nhau mà đôi ta lại phải chia xa thế này. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ mong muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh. Dạc hai thơ nức thửng day one quà thi rau chạ đai rắc canh quà chạ đai. Anh mong em hãy nhớ lại ngày đầu tiên ấy. Để được yêu nhau, chúng ta đã phải trải qua những điều gì?
พราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ครอบครองหัวใจของเราสองคนทุกคนครอบครองvì chẳng phải ai cũng được phép chiếm giữ trái tim của đôi ta. Này quanh thi khoam rắc khỏng rau thắng sỏn mỏng mồn, khó phiên thơ mây bà lòi mư thi cùm quấy. Mỏng mồn, khó phiên bà lòi mư cùm quấy.Ngày mà tình yêu hai ta héo mòn, chỉ xin em đừng buông đôi tay vẫn đang nắm chặt tay em. Phàn can riêng rú nắp rói phanh, bà tị thiên nan nắp rói quanh, kỳ khăm khươn thi phàn phốn chanh, quà rau chả đai mi canh lé canh. Phànnắp rói phanh bà tị thiên nan rói quanh kỳ khăm khươn chanh. Ta đã cùng nhau trải qua trăm ngàn lần học cách cảm thông cho nhau, hành trình mình đã yêu nhau dài lâu hàng trăm ngày. Ta đã cùng nhau vượt qua bao đêm trăng trònĐể lại được có nhau bên cạnh. Còn thi thơ chả bay chạc chắn, giạc hay thơ thốt thuôn manh ý khắng. Trước khi em rời xa anh, mong em hãy ngẫm nghĩ lại những điều đó thêm một lần nữa. Chúc mừng bạn vừa biết thêm 65 từ vựng tiếng Thái qua bài hát Day One.Nhớ nhấn like và đăng ký kênh cho Thỏ học tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại bạn trong bài hát tiếp theo.